Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của xã hội. Do đó, việc chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi luôn là vấn đề được quan tâm và đẩy mạnh. Đều đặn mỗi tháng một lần, tại nhà văn hóa cộng đồng phường Khuê Trung, luôn rộn ràng tiếng cười nói của các cụ ông, cụ bà. Đây là địa điểm sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thuộc Hội người cao tuổi Khuê Trung. Buổi sinh hoạt vẫn sự tham gia của 50 hội viên và được theo dõi sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn về chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, nâng cao nhận thức, kiến thức về các lĩnh vực khác nhau. Hoạt động câu lạc bộ là mỗi tháng một lần là sân chơi về mặt tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời chăm sóc cho người cao tuổi. Câu lạc bộ theo 8 mảng mà dự án đã đề ra nhằm giảm bớt cái tính tổn thương, thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn lồng ghép các hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích về tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi. Dù mỗi người có công việc hoàn cảnh khác nhau, có người là nội trợ, tiểu thương, cũng có người là những cán bộ công chức đã nghỉ hưu. Nhưng khi đã tham gia luyện tập, ai cũng cảm thấy thư thái, vui khỏe. Khi cô vô câu lạc bộ á, là cũng vui vẻ, sinh hoạt, cũng giúp đỡ lẫn nhau, là cô thích lắm. Từ khi mà sinh hoạt câu lạc bộ thì chúng tôi cảm thấy rất là vui. Thứ nhất là được gặp nhiều người, trong đó là rất nhiều thế hệ, kể cả tuổi già, tuổi trung niên và tuổi trẻ, sẽ đem lại niềm vui trong cuộc sống. Hiện toàn thành phố đã thành lập được gần 440 câu lạc bộ ở các cấp hội người cao tuổi với gần 40.000 hội viên tham gia. Trong năm 2022, hội dự kiến thành lập thêm 10 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với nhiều nội dung sinh hoạt, trong đó trọng tâm là chăm sóc sức khỏe và tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, gia đình và cộng đồng của người cao tuổi.